Alo, xin chào các bạn nhé. Mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án này. Cái dự án này thì một số bạn cũng có hỏi ấy, thì cho nên là mình cũng làm luôn. Cái dự án này thì mình có thể rút được luôn về mạng Arbitrum, nhưng mà nó khóa cũng khá là ít thôi. Nó chỉ khoảng được khoảng 750 đồng và tương đương với khoảng 0,8 đô la thôi. Thì cái dự án này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta lên cái link mà mình để ở bên dưới video đó. Thì sau đấy thì mọi người sẽ connect đến cái ví, mà các bạn cái ví của các bạn phải có trao đổi nhé. Chúng ta phải có trao đổi ở trên mạng Ethereum cũng như là mạng Arbitrum thì chúng ta mới có thể nhận được. Còn những cái ví nào mà nó ít trao đổi hoặc là có một vài trao đổi ấy, nó mà không như kiểu không đáp ứng được ấy, thì nó chỉ nhận được khoảng 200 đến 250 đồng thôi. Hoặc là có những cái ví chỉ khoảng 50 đến 70 đồng thôi. Nhưng cái ví của mình thì nhận được max là 750 đồng luôn. Vào đây thì các bạn ấn vào connect đến cái ví Arbitrum này. Đấy, mọi người chuyển cho mình sang cái mạng Arbitrum nhé. Đây. Đấy, chúng ta chuyển sang mạng Arbitrum. Tiếp theo là chúng ta sẽ ấn vào code phim nhé. Tại vì là mình ấn link của mình cho nên là mình không có code phim được ấy. Nó đây là link file. Đấy, sau đấy thì vào đây thì mọi người ấn vào check. Cái chỗ này có cái nút check nha. Thì chúng ta ấn vào check. Đấy, check xong thì các bạn thấy là mình có 750 ấy. Thì sau đấy thì mọi người ấn vào Have để chúng ta claim về cái ví của mình. Nói chung là chúng ta sẽ mất một ít phí ấy. Đây. Khoảng 0,00001, tức là nó mất khoảng 0,2 đô la gì đấy. Đấy, chúng ta ấn Evert vào thì cái chỗ Evert ở đây thì nó sẽ cộng thêm ở đây cho mình. Đây các bạn invalid này, các bạn được 250 với lại đăng ký được 500 là 750. À, cái inventing này là cái giới thiệu bạn bè đấy mọi người. Mỗi bạn nhận được có 50 đồng thôi à. Tức là nếu mà các bạn bạn của bạn mà nhận được 750 thì các bạn mới nhận được 200 hay 250 ấy. Còn bạn của bạn nhận được 70 hoặc là 100 thì các bạn nhận được khoảng 50 thôi. Nói chung là tùy theo cái rep của các bạn nữa. Tiếp theo là chúng ta sẽ lên cái sàn Uniswap nha. Chúng ta copy lấy contract này. Và đây thì chúng ta vẫn kết nối với mạng Arbitrum. Ở dưới này, ở trên này thì mọi người sẽ vẫn là dán cái contract vào nhé. Chúng ta ấn vào import. Ở dưới này thì mọi người có thể đổi sang USDT hoặc là USDC nhé. Đấy, ví dụ ở đây này. Đấy, thì ví dụ lên 750 đi. Cũng tăng lên một ít hay sao ấy nhỉ. Đấy, các bạn được khoảng 1,27 đô nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta ấn vào allow này. Sau đấy ấn swap thôi. Thì cái mạng ở bên Arbitrum thì nó sẽ rẻ hơn ở mạng ở ETH nha. Đấy, mạng Arbitrum mình thấy là rẻ hơn rất là nhiều. Nó khoảng 0,2 đô la thôi. Đấy, 0,27 đô la. Đấy, mình add pro và swap nữa thì mình còn được khoảng 0,8 đô la gì đấy nhé. Tức là mình mất 0,4 đô la rồi. Phí rồi đấy. Đấy, thì cho nên là chúng ta cân nhắc nếu bạn nào mà làm cũng thấy có lãi một ít thì các bạn làm, còn không thì các bạn có thể bỏ qua cái dự án này nhé. Nó còn tăng lên tăng xuống hay sao ấy. Đây 127 lúc nãy còn 2127, bây giờ 126 này. Nó cũng tăng lên tăng xuống đấy. Hôm qua có 0,8 hay là 0,7 thôi đấy mọi người ạ. Hôm nay nó cũng lên đến 1,2 rồi đấy mọi người. Đấy thì chúng ta allow và swap luôn nhé. Nếu mà các bạn nào mà chưa làm thì các bạn có thể làm nha. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha.